nhớ mang theo làn khi đi chợ, vui lòng không lấy thêm túi ni lông, hạn chế sử dụng túi ni lông, hay nói không với túi ni lông là những khẩu hiệu xuất hiện nhiều ngày nay ở các quầy hàng tại chợ Nhớn, Bắc Ninh. Đây là khu chợ truyền thống đầu tiên của miền Bắc thực hiện thí điểm giảm rác thải nhựa bằng cách không sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Bà Nguyễn Thị Phương sống ở phố Ngô Gia Tự, Tiền An, Bắc Ninh, nhiều ngày nay ra chợ với một chiếc làn trên tay. Bà cho biết, trước kia mỗi khi đi chợ, bà thường đi tay không, sau đó xin túi ni lông tại các quầy hàng. Mỗi khi về nhà thì gần chục chiếc túi ni lông được vứt bỏ ra môi trường. Theo bà Phương thì đó là thói quen cần được thay đổi. Chính vì vậy, mỗi khi đi chợ, bà thường chuẩn bị làn và những chiếc hộp dùng nhiều lần. Ví dụ đi chợ mỗi lần về nó túm tầm khoảng từ 5 đến 7 cái ly lông. Cứ mỗi ngày như thế thì không biết là sau nó sẽ như thế nào. Ly lông là từ trước đến nay là nó thói quen thôi, chứ chính mang làn rất là tiện. Nó vừa giữ được cái vệ sinh môi trường, mà thật ra mua những cái đồ mà cứ túm là nó hay bị quên lắm. Cứ cho vào làn là không bao giờ sợ quên cả. Từ trước đến nay các cụ nhà mình đi cũng toàn bằng làn với bằng rổ thôi. Tôi nghĩ là tại sao bây giờ mình lại không quay lại thời kỳ như các cụ, rất là khoa học mà rất là tiện lợi. Chợ Nhớn là khu chợ dân sinh lớn tại thành phố Bắc Ninh, tập trung 170 gian hàng cố định và khoảng gần 100 gian hàng không cố định, với 270 hộ kinh doanh thường xuyên. Nơi đây trở thành một trong hai địa điểm hưởng ứng phong trào thanh niên hành động chống rác thải nhựa của thành phố Bắc Ninh. Nói chung là cũng có một số thay đổi rồi đấy, cũng có những cô giáo viên này, những chị cán bộ đi chợ là coi như cũng mang hộp đi này, rồi mang làn đi chợ đừng. Thế còn thì bà con ở dân phố đây thì gọi là chưa có hộp và chưa có làn mấy, thì tôi cái này sau phổ biến dần, coi như là khắc phục dần đấy, chứ còn bây giờ mà bảo thay đổi ngay giờ thì không thể thay đổi ngay được. Những đoàn viên, thanh niên thành phố Bắc Ninh thường xuyên tổ chức tập huấn cho các tiểu thương cách dùng thùng phân loại rác, đóng gói sản phẩm bằng vật liệu thiên nhiên, trữ hàng bằng đồ vật, chất liệu dùng được nhiều lần, không sử dụng đồ hộp, đồ xốp, đồ nhựa dùng một lần. Chợ Nhớn là một trong những điểm sáng mà Ban Thường vụ tỉnh đoàn hướng tới. Và trong thời gian chúng tôi triển khai thì đã nhận được sự đánh giá rất là cao, đồng tình của người dân cũng như là đoàn viên thanh niên trong việc hạn chế rác thải nhựa. Trong thời gian chúng tôi triển khai thì cũng gặp khó khăn, đó là về cái giá của các sản phẩm thay thế tương đối cao. Chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vị cung cấp cái sản phẩm hỗ trợ thay thế trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông, đó là giảm giá thành. Thứ hai, chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh có những cơ chế chính sách riêng đặc thù để cho các cái sản phẩm đó tới người dân. Trong thời gian tới, chúng tôi không chỉ triển khai tại chợ Nhớn, Bắc Ninh mà chúng tôi sẽ yêu cầu các huyện, thị, thành, đoàn trực thuộc sẽ triển khai tới tất cả các chợ tại Bắc Ninh và các khu chung cư tại Bắc Ninh. Mặc dù đã được triển khai thí điểm tại chợ Nhớn, nhưng điều quan trọng nhất để giảm thải rác thải nhựa khi đi chợ đó là thay đổi được nhận thức và hành vi của người dân khi sử dụng rác thải nhựa, từ hạn chế, giảm thiểu và tiến tới bỏ hẳn rác thải nhựa, túi ni lông dùng một lần.